Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Family Federer Cuộc Sống ở Thụy Sĩ nha. Các bạn ơi, hôm nay ấy, thì gia đình nhà mình sẽ đi cổ vũ cho đội tuyển khúc côn cầu trên băng các bạn ạ. Thì xin mời các bạn hãy xem qua một chút ở bên ngoài nhá. Cái môn thể thao rất là nổi tiếng ở Thụy Sĩ các bạn ạ. Mình nghĩ là cái môn này ở Việt Nam mình nhá, chắc là cũng có rồi các bạn ạ. Cái nơi này thì rất lớn và hiện tại thì cái nơi này rất là xa với cái nơi mình đang sinh sống ấy, cho nên là con của mình chắc là không thi ở đây được các bạn ạ. Không thi đầu ở đây được. Đó. Okay. Rất là lớn các bạn ạ. Đây chỉ mình chưa có quay được một đoạn này thôi, còn ở bên trên là đây là nhà thi đấu các bạn nhé. Nhà thi đấu quốc gia các bạn nhé. Chào nhà mình thì ngon, đem số 14 vào nhà nhá. Đang ở đầu góc kia cả nhà ơi. Ngon luôn không con? Đây số 14 đây. Đây số 14 đây. Các bạn ơi, bây giờ mình đang ở trong sân vận động của các bạn nhé. Thì mình sẽ cổ vũ cho cháu nhà mình hôm nay sẽ mang số 14 cả nhà. Cả nhà như cổ vũ cho bạn nhé. A Pha nhím rồi. A Chan hello rồi. Hôn phát đi. Yeah. Thế nào? Lần đầu tiên đi xem cổ vũ cho anh không vui không? Hello thưa cô cả. Bây giờ gia đình nhà mình sẽ nghỉ khoảng 15 phút cả nhà. Trong giờ sẽ dừng lại video và đây nhé. Trong giờ sẽ phải lao 15 phút xong sẽ vào xem việc nhé các bạn nhé.
Nào ơi. Thank you.
đồng tiền rồi mình đã thêm một cái gọi cái ai cái trình đầu của các chồng của mình nhé, là được sau tiền rồi các bạn ạ. Hiện tại thì trình đầu của các chồng mình á thì đã kinh một các bạn nhé. Đó, đồ của cháu trai mình thì là số 9, còn đồ bạn thì là số 1 các bạn ạ. Đó, thì rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của gia đình nhà mình. Hôm nay thì cảm ơn các bạn rất là nhiều như là đăng ký kênh để theo dõi những cái video hay hơn của gia đình nhà mình các bạn nha. Bye bye.